thưa quý vị thời gian qua các bí thư chi bộ khu dân cư với sự gương mẫu tâm huyết và trách nhiệm phát huy vai trò đầu tàu tạo được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi các chủ trương của thành ủy đà nẵng chung tay phát triển kinh tế xã hội xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư củng cố và xây dựng đảng đội ngũ này không chỉ phát huy vai trò của chi bộ cơ sở mà còn là hạt nhân chính trị ở thôn tổ khu phố là cầu nối giữa cấp ủy đảng chính quyền với nhân dân nếu xem tổ chức đảng là một cơ thể, thì chi bộ chính là những tế bào đầy sức sống và không ngừng phát triển. Để nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, trước hết phải bắt đầu từ chi bộ, cụ thể là từ việc phát huy năng lực điều hành, lãnh đạo của đội ngũ bí thư chi bộ khu dân cư. Hiện nay, toàn thành phố có 2.901 thôn tổ dân phố và 1.206 chi bộ ở khu dân cư. Hầu hết các chi bộ này đều triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương Đảng, Thành ủy Đà Nẵng và của các cấp ủy, đóng góp to lớn vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố. Nếu mà là đảng viên lại được phân công trong cấp ủy làm bí thư một chi bộ, dù to hay nhỏ thì trước hết mình phải nói và đi đối với làm. Phải thực hiện nghiêm cái đã. Đối với nhân dân thì mình phải thực tế và thân ái và có những cái cùng với nhân dân vượt khó, chia sẻ với nhân dân. Còn nói mà không đi đối với làm thì điều đó không thể không thể thực hiện được. Với vai trò là bí thư chi bộ cũng là rất là thường xuyên trực tiếp động viên, nhắc nhở đặc biệt là đảng viên phải gương mẫu trong vấn đề phát triển kinh tế, gia đình, chấp hành chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Ngay sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung chỉ đạo cấp ủy cơ sở tăng cường củng cố kiện toàn và phát huy vai trò của đội ngũ bí thư chi bộ, nhất là luôn quan tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng cho đội ngũ này, đảm bảo đây đều là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, kiến thức cả về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác đảng đồng thời hỗ trợ động viên cán bộ khắc phục khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với trọng trách cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Chi bộ có mạnh thì đảng mới mạnh, cho nên là công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở và đặc biệt là xây dựng chi bộ là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng hiện nay theo tinh thần nghị quyết 22 của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Thành ủy và các cấp ủy Đảng cũng sẽ định hướng cho hoạt động của các chi bộ ở khu dân cư theo hướng thiết thực hiệu quả hơn, tập trung vào một số nhiệm vụ chính như là kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng những vấn đề bức xúc trong cán bộ đảng viên để mà tham mưu cùng với các cấp chính quyền xử lý kịp thời hiệu quả để mà tăng cường cái lòng tin và cái vai trò lãnh đạo của cấp quỹ chỉ bộ trên địa bàn dân cư. Thứ hai là phát huy cao độ cái vấn đề dân chủ ở trên địa bàn dân cư thực hiện tốt cái phương châm là dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra dân giám sát dân thụ hưởng và thực sự là dựa vào dân để xây dựng đảng. Thứ ba là lãnh đạo cái hệ thống chính trị thực hiện các cái nhiệm vụ theo quy định 51 của ủy ban dân thành phố quy định với chức năng nhiệm vụ của các tổ dân phố ở trên địa bàn dân cư hiện nay đó là quản lý cư trú là đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm là giúp nhau giảm nghèo là giữ gìn vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn hóa văn minh đô thị và là trực tiếp tham gia vào công tác phòng chống dịch trong cái tình hình hiện nay sự vững mạnh của tổ chức cơ sở đảng không thể thiếu đi vai trò nồng cốt tiên phong gương mẫu của bí thư chi bộ thôn tổ dân phố chính nhờ sự năng động sâu sát với cơ sở của các đồng chí bí thư chi bộ mà các nghị quyết được ban hành đều nhanh chóng đi vào cuộc sống được nhân dân triển khai thực hiện mang lại hiệu quả cao không chỉ góp phần quan trọng tạo nên các chuyển biến trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị mà còn trong phát triển kinh tế xã hội bảo vệ an ninh quốc phòng ở địa phương